Cháu chào chú ạ. Ôi, này này này, đến đây làm gì hả? Mọi người ơi, mọi người, thằng say nó đến đây, mọi người ơi. Sao đấy bác? Cháu không say ạ, cháu có tí quà. Cháu chỉ muốn đến xin lỗi mọi người. Hôm qua cháu say quá, không làm chủ được mình. Tôi xin lỗi cậu, hôm qua tôi... Xin lỗi là xong à? Ông nhìn thế này, chưa bao giờ bố mẹ tôi đánh tôi thế này nhá. Thì ông tránh ra đi. Cậu mở... Tôi xin lỗi cậu mợ. Hôm qua vì say quá mà không kiểm soát được mình, làm phiền đến cậu mợ và hàng xóm láng giềng xung quanh. Em đã nói với anh rồi, chị Mận với thằng An không có ở đây ạ. Tôi rất hối hận vì đã không phải với Mận. Tôi đã đi tìm hai mẹ con khắp mọi nơi mà không thấy. Cứ nghĩ họ lên đây với vợ chồng cậu, nhưng không có. Thế hôm qua anh ở đâu? Tôi thuê nhà nghỉ gần đây. Nếu cậu biết Mận ở đâu, chỉ cho tôi. Tôi đến xin lỗi và đón hai mẹ con về. Thằng An nó cần có bố, cũng cần phải đến trường, chứ bỏ đi mãi sao được. Thì vợ chồng em đã nói là không biết mà. Nếu mà biết chúng em nói với anh ngay, giấu làm gì đâu ạ. Thế thôi, tôi về. Một lần nữa xin lỗi cậu mợ. Anh về ạ? Đúng là nước mắt cá sấu. Đánh vợ bao nhiêu lần thừa sống thiếu chết, rồi hứa lên hứa xuống bỏ rượu. Anh xem, vẫn chứng nào tật đấy. Chị Mận bỏ đi như thế em đồng ý, ủng hộ luôn đấy. Vất vả mấy cũng không khổ bằng ở với lão nghiện rượu này. Anh sao thế? Anh không sao. Hay bây giờ anh đón chị Mận với thằng An lên đây ở với mình đi. Thì khi nào lão đến tìm, mình giấu chị ấy đi là được. Để anh tính. Là hôm nay con mượn tạm của bạn được không? Vâng ạ. Chứ bây giờ mà về nhà thì bố sợ là muộn học mất. Vâng ạ.